bệnh nhân ung thư xương thì đa phần là ở cái tuổi nó đang phát triển, tuổi đang đến trường, cuối cấp 1, cấp 2, có thể đầu cấp 3. Tức là những cái tuổi có thể coi đẹp nhất của cái tuổi trưởng thành, cả về mặt thể chất cũng như thể về mặt tâm sinh lý. Người bác sĩ không phải chỉ nghĩ đến câu chuyện chữa cho bệnh nhân khỏi bệnh, mà người bác sĩ phải nghĩ đến câu chuyện là chữa để làm sao bệnh nhân có thể quay trở lại hòa nhập với cuộc sống một cách bình thường. Xin chào các bạn khán giả, tôi là Tara Lê, người sẽ host show Nhật ký bác sĩ, một series podcast đồng hành của Vinmec Healthcare System, nơi mà chúng ta sẽ cùng bàn đến những câu chuyện về các vấn đề sức khỏe ở trong lăng kính của những người bác sĩ đầu ngành. Và ngày hôm nay tập chủ đề của chúng ta sẽ là khi công nghệ và y học kết hợp với nhau, cánh cửa nào cho tương lai. Thưa các bạn, bạn có bao giờ tự hỏi trong khi thế giới không ngừng thay đổi và phát triển và công nghệ cũng đang từng bước tiến sâu vào trong nhiều lĩnh vực, thì y học sẽ phát triển như thế nào và có những bước tiến ra sao ở trong dòng chảy đó? Và liệu công nghệ sẽ mở ra những cánh cửa như thế nào trong việc điều trị những căn bệnh mà trước đây tưởng chừng như không thể? Chúng ta cũng nhớ là công nghệ 3D cũng đã bắt đầu tham gia vào ngành y tế theo nhiều cách khác nhau và rất đáng kinh ngạc. Đối với cá nhân tôi cũng là một người đem theo rất nhiều những tò mò của mình đối với công nghệ và đối với y khoa trong chương trình này. Và hãy cùng khám phá cách công nghệ này đã và đang mở ra những hướng đi mới ở trong y học. Cùng với khách mời của ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu với mọi người giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Trung Dũng, người được biết đến là một trong những thế hệ vàng đặt nền móng cho ngoại khoa cơ xương khớp ở tại Việt Nam với những cái nỗ lực không ngừng để nhằm đưa công nghệ 3D vào thực tiễn y học để mang lại hy vọng cho hàng ngàn bệnh nhân. Rất vui khi mà chào đón bác sĩ đến với Nhật ký bác sĩ ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn MC, xin kính chào các quý vị của chương trình Nhật ký bác sĩ. Thưa bác sĩ, khi mà nói đến công nghệ và y học thì nhiều người có thể không nhận thấy sự giao thoa rõ ràng của hai lĩnh vực này. Vậy thì thưa giáo sư, điểm kết nối giữa công nghệ và y học là gì? Có thể chia sẻ cùng với khán giả. Vâng, cảm ơn câu hỏi của MC. Có lẽ thì đối với người Việt chúng ta có một câu mà từ xưa đến nay vẫn nói, đó là thầy thuốc già con hát trẻ. Nghĩa là bác sĩ là phải càng già càng có kinh nghiệm, còn ca sĩ thì phải trẻ trung xinh đẹp. Tuy nhiên là với cái sự tiến bộ như vũ bão của khoa công nghệ thì cái câu đó thì bắt đầu là trở nên không còn thật sự chính xác. Nghĩa là bây giờ không phải là thầy thuốc phải đợi đến lúc già thật nhiều kinh nghiệm mới có thể là có các cái khả năng về chẩn đoán và điều trị nó chính xác, mà bây giờ ngay cả các bác sĩ rất trẻ nhưng với sự hỗ trợ giúp đỡ của khoa công nghệ đã giúp cho có thể có những cái bước tiến trong cái vấn đề chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân, đạt những hiệu quả mà nếu như trước đây phải cần độ 20-30 năm kinh nghiệm mới có thể làm được. Cái điều đó có được là y học bắt đầu đến cái giai đoạn là giao thoa nằm giữa các ngành khoa học. Rất nhiều ngành khoa học chúng ta đều có thể chứng kiến tham gia vào, ví dụ như trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, các hệ thống máy móc rất là hiện đại, rồi trong các lĩnh vực vi sinh, các hệ thống để chẩn đoán các vi khuẩn, virus, vân vân các thứ, hoặc là ngay như gần nhất là ví dụ như đại dịch corona, COVID-19, các bạn biết rồi, nếu không có những ứng dụng rất là mạnh mẽ của khoa công nghệ thì chúng ta không thể là đương đầu với đại dịch một cách thành công như vừa rồi. Và rõ ràng chúng ta có thể thấy là công nghệ có nhiều bước tiến, mà khi mà trò chuyện với một người mà làm công tác nghiên cứu cũng như là giảng dạy cũng như là điều trị lâm sàng ở trong lĩnh vực này thì chúng ta mới có được nhiều những cái góc nhìn khác nhau hơn. Tôi rất là tò mò, không biết là cái công nghệ 3D nó đã trực tiếp ảnh hưởng đến y học như thế nào, cũng như là tham gia vào quá trình chẩn đoán cũng như là điều trị ở trong y học ra sao? Công nghệ 3D có thể coi là một trong rất nhiều công nghệ tham gia có thể trực tiếp vào cái quá trình chẩn đoán và điều trị trong y học. Nó nằm trong một cái xu hướng chung của toàn thế giới hiện nay đối với y học, đó là xu hướng là y học chính xác. Y học chính xác, và trong y học chính xác thì cái câu chuyện, nếu như ngày xưa chúng ta quan tâm những câu chuyện là y học chính xác ở mức độ quần thể, mức độ toàn cầu, thì bây giờ là y học chính xác là mức độ cá thể, thậm chí là dưới cá thể. Chúng ta nghe nhắc đến câu chuyện bản đồ gen, rồi câu chuyện ADN, RNA, các thứ. Và vì vậy, gần gũi hơn thì 3D thì có thể hình dung một cách là dễ dàng hơn, là khi nói đến những câu chuyện phẫu thuật, chúng ta hiểu rằng là cơ thể mỗi người là một cái bản vẽ khác nhau, không ai giống ai cả. Kể cả là anh em sinh đôi thì các thông số rất cụ thể, ví dụ như là thông số khớp gối, khớp háng, thực là không giống nhau. Và vì vậy khi thực hiện các phẫu thuật thì người ta cần cái độ chính xác. Chính xác là gì? Chính xác phải chính xác một cá thể, nghĩa là làm sao cái phẫu thuật là nó phải phù hồi được các cái thông số giải phẫu đó như của bệnh nhân trước khi mà bị chấn thương hoặc trước khi là bị thoái hóa. Và vì vậy nên câu chuyện chính xác là không phải chính xác theo những cái số đo chung chung của quần thể, mà phải chính xác theo cái cụ thể của bệnh nhân. Và khi chính xác cụ thể của bệnh nhân đó thì cái chức năng bệnh nhân mới đạt được cái tốt nhất. Và vai trò công nghệ 3D chính là câu chuyện đó. Nghĩa là gì? Là chúng ta phải lên được cái kế hoạch
xác định được các thông số của bệnh nhân trước khi mà tổn thương, và sau đó thì tạo ra một cái bản vẽ cho cái công cuộc phẫu thuật để làm sao các bác sĩ phẫu thuật là có thể là phục hồi lại được về mặt giải phẫu cái khớp gối chẳng hạn của bệnh nhân là như trước khi mà bị tổn thương. Và cao nữa là sau khi đã có cái bản vẽ đó thì người ta tạo ra các dụng cụ dẫn đường để giúp cho khi thực hiện phẫu thuật là bác sĩ là có thể thực hiện một cách chính xác dựa trên các thước đo đã được in ấn sẵn. Và chính vì nhờ cái câu chuyện hỗ trợ như vậy nên là cái công nghệ giúp cho nó rút ngắn cái khoảng cách, nghĩa là bác sĩ là không phải là đến lúc là phải rất có kinh nghiệm, phải mổ rất nhiều trăm ca nghìn ca mới có kinh nghiệm, mà bác sĩ bây giờ là có thể ngay từng ca đã là phải thực hiện một cách chính xác. Và chính xác ở đây là chính xác theo cá thể, nghĩa từ đó thì mới tạo nên được những cái mà cái kết quả có thể hoàn hảo về mặt lâm sàng. Bệnh nhân sau phẫu thuật mà có thể là trở lại cái sinh hoạt vận động, thậm chí là vận động viên thì có thể thể thao, quay trở lại thi đấu đỉnh cao vân vân. Đó là chính những cái tham gia của công nghệ nói chung và trong đó có công nghệ 3D nói riêng vào trong cái y học và trong đó cụ thể như tôi lấy ví dụ là về mặt phẫu thuật. Khi mà chúng ta nói về cái sự chính xác thì rõ ràng là không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm, đúng không? Mà khi chúng ta có được thêm cái sự góp sức của công nghệ thì cái tính hiệu quả ở trong điều trị nó sẽ rất là cao. Và với vai trò của giáo sư là một chuyên gia trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình thì nó liên quan đến từng xương, này, cơ, này, khớp và rất là nhiều thứ, nó cần độ chính xác cực kỳ cao. Giáo sư có thể chia sẻ rõ hơn về cách mà công nghệ 3D nó được ứng dụng trong lĩnh vực này, lĩnh vực chấn thương chỉnh hình và cụ thể là ở tại Vinmec được không ạ? Đối với cái ứng dụng này thì nó rất cụ thể, bởi vì là nó phải thực hiện cho từng ca phẫu thuật. Và từng ca phẫu thuật thì mỗi ca phẫu thuật thì các bác sĩ cùng với các kỹ sư đấy, bạn đã bao giờ nghe thấy một ca mổ mà phải có sự tham gia của các kỹ sư chứ? Lần đầu tiên luôn đấy, và, các bác sĩ và các kỹ sư là cùng phải lên phương án phẫu thuật đấy. Và lên phương án phẫu thuật thì trước khi phẫu thuật cho bệnh nhân thì sẽ phải làm hai bước trước đó. Tức là lên phương án trên phần mềm, tính toán phần mềm máy tính. Sau đó bước thứ hai là dựa trên công nghệ 3D để in ra các cái mô hình và các cái bước phẫu thuật tương ứng với kích thước thật của bệnh nhân. Và sau khi hai bước đó đạt được kết quả hoàn hảo rồi thì người ta đến bước thứ ba là người ta in ra các cái thước để dẫn đường phẫu thuật. Và khi đã có đầy đủ các thước dẫn đường phẫu thuật thì đến cái việc thao tác phẫu thuật cho bệnh nhân là nó sẽ trở nên đơn giản, chính xác và hiệu quả. Như tại Vinmec chúng tôi về độ chính xác thì khẳng định luôn là phải đạt được 98% trở lên. Bởi vì cái này không phải là câu gọi là chủ quan, mà cái này là tất cả những cái, tất cả các bệnh nhân đã được phẫu thuật tại đây đã được đo đạc tính toán và đưa ra các thông số cụ thể, và chúng tôi đã xuất bản các bài báo quốc tế về cái kết quả mà chúng tôi đạt được. Và do đó là cái hiệu quả đạt được cho bệnh nhân từ câu chuyện hồi phục nhanh, gần như không có biến chứng, giảm cái việc truyền máu, giảm việc dùng kháng sinh và cái chức năng của bệnh nhân trở lại gần như bình thường. Vâng, và nhờ những cái ứng dụng 3D đó làm cho rút ngắn được cái thời gian phẫu thuật, bởi vì là từng cái bước của quá trình phẫu thuật đã được tính toán và vì vậy là thời gian phẫu thuật được rút ngắn, cái biến chứng gần như không có. Đấy, và cái nguy cơ mất máu, nguy cơ tổn thương mạch thần kinh, gãy xương các thứ gần như không có. Và do đó giúp cho cái việc là phục hồi bệnh nhân nhanh, cùng với cái việc mà can thiệp giảm đau phối hợp của bác sĩ gây mê hồi sức thì giúp cho cái mức độ đau của bệnh nhân sau phẫu thuật gần như có thể coi như là bệnh nhân không có đau một chút nào cả. Và chính vì vậy nên là cái việc mà bệnh nhân tập luyện được thuận lợi và cái việc quay trở lại với cái sinh hoạt vận động của cuộc sống ngày được sớm hơn. Có thể thấy là tỷ lệ chính xác đến 98% là tỷ lệ vàng mà chúng ta đều mơ, một tỷ lệ rất là cao. Và bản thân tôi cũng là một người mà đã từng trải qua những ca phẫu thuật về chấn thương chỉnh hình á, tôi hiểu rất là rõ về những bệnh nhân hầu như là ít cảm thấy đau hoặc là không cảm thấy đau nữa, dường như là vượt qua cả cái sự mong đợi. Và đó chính là những cái điều kỳ diệu mà của y học cũng như là kỹ thuật đã đem đến chúng ta. Vậy cái yếu tố nào đã giúp cho cái quy trình phẫu thuật xương khớp khi ứng dụng công nghệ này trở nên không đau như vậy hả bác sĩ? Như tôi vừa nói, tức là vì là từng cái động tác can thiệp trong phẫu thuật đã được tính toán, ví dụ như rạch da bao nhiêu, xương cắt bao nhiêu mm, rồi là phải cắt là nghiêng bao nhiêu độ, rồi phục hồi lại bao nhiêu. Và vì vậy nếu như các bạn đã từng biết đến một ca phẫu thuật thay khớp gối thường quy, tức là giống như tất cả các nơi trên thế giới với kỹ thuật truyền thống, tức là dụng cụ truyền thống và dựa trên kinh nghiệm tay nghề của bác sĩ, thì nó gồm khoảng độ 300 dụng cụ để hỗ trợ để phẫu thuật. Thì với cái công nghệ 3D này thì khi thực hiện phẫu thuật gần như chỉ có hai cái dụng cụ dẫn đường và thêm một số các dụng cụ hỗ trợ để vén rồi để bộc lộ các thứ, còn gần như chỉ có hai dụng cụ, giảm quá nhiều luôn. Chính xác. Và gần như cái bộ dụng cụ 300 chi tiết kia là gần như chúng tôi hiện tại như ở Vinmec nhưng không cần phải sử dụng nữa, bởi vì toàn bộ các cái thông số của bệnh nhân, toàn bộ các tính toán của từng bước của cái phẫu thuật đã được tích hợp vào hai cái trợ cụ dẫn đường phẫu thuật đó. Và khi vào mình chỉ việc bộc lộ ra
và xác định cái vị trí để đặt, và sau đó thực hiện các cái lát cắt, các cái tính toán sửa giữa các thứ là gì, tất cả đã được tính toán hết rồi bởi đội ngũ bác sĩ và kỹ sư. Rất là cảm ơn giáo sư đã vừa chia sẻ. Tôi có cảm giác là tôi đang tưởng tượng ra được cái không khí ở trong một cái phòng mổ khi mà mọi thứ đã được công nghệ và được sự trợ giúp của các kỹ sư nữa, và những cái bước nó được giảm bớt tối đa và mang lại tính chính xác cao trong hiệu quả điều trị đối với các bệnh nhân. Và tôi cũng được biết là một trong những cái điểm đột phá của công nghệ 3D trong y học đó chính là điều trị ung thư xương, khi mà nhiều bệnh nhân giờ đây thì cũng đã có được hy vọng giữ lại chi của mình. Ông có thể chia sẻ thêm về cái cách mà công nghệ này đã giúp đạt được đến cái điều kỳ diệu đó ở trong điều trị ung thư xương được không? Để thể hiện cái ưu việt của 3D thì có thể hiểu rằng câu chuyện về ung thư xương là những cái mà minh chứng mà cho thấy cái sự vượt bậc. Đó là chúng ta hiểu rằng là đối với những cái câu chuyện ung thư xương thì về mặt nguyên tắc là bao giờ chúng ta cũng phải là tìm cách cắt bỏ cái khối u đó đi. Những câu chuyện cắt bỏ khối u đó đi và sau và phục hồi lại về mặt giải phẫu, về mặt cái đoạn chi các thứ như thế nào để bệnh nhân có thể đạt được cái chức năng thì không hề dễ dàng. Vì vậy trước đây và cho đến hiện tại thì rất nhiều bệnh nhân ung thư xương vẫn loay hoay câu chuyện là cắt cụt, cắt khối u, nhưng mà khối u thì không tạo hình được, thành ra là cắt cụt chân hoặc tay của bệnh nhân, và nó để lại những cái hệ lụy rất lớn và rất nặng nề cả về tinh thần, không chỉ của bệnh nhân mà của cả gia đình. Đặc biệt là đối với người châu Á thì biết rồi, cái việc mà mất một phần cơ thể nó là cái chuyện lớn lắm đấy. Và do đó thì chúng tôi đã gặp rất nhiều trường hợp là từ chối cái việc phẫu thuật để điều trị ung thư khi các bác sĩ đề nghị là câu chuyện là phải cắt cụt chi. Thế thì công nghệ 3D sẽ giúp tạo ra các cái sản phẩm để phục hồi lại cái đoạn xương đó, cái khớp đó sau khi là mình đã loại bỏ, do nó loại bỏ cùng với khối u. Và đặc biệt có những khu vực rất khó mà thậm chí là nhiều các cái sản phẩm có sẵn không có được, lấy ví dụ khu vực xương chậu hoặc là khu vực xương nhỏ bàn chân bàn tay là gần như không có sản phẩm có sẵn trên thị trường. Và thứ hai là những cái cấu trúc giải phẫu nó quá phức tạp đến mức mà nếu có sản phẩm có sẵn cũng không thể lắp được. Bởi vì sao? Bởi thông số của bệnh nhân khác nhau. Lấy ví dụ như là một cái ung thư xương chậu thì thậm chí là nếu như bây giờ không có khả năng giải quyết cái việc tái tạo lại thì gần như là bó tay luôn, bởi vì cũng không thể cắt cụt được. Cắt cụt là cắt lên tận cả xương chậu thì tức là gì, không có cái khả năng mà che phủ để cái xương chậu là nó nâng đỡ các cái cơ quan trong ổ bụng, thì không có khả năng che phủ để mà gì, để giúp nâng đỡ cái cơ quan trong ổ bụng. Nên đối với các ung thư xương chậu như hiện tại, nếu không có công nghệ 3D để giải quyết cái câu chuyện là tạo ra các cái phần xương khớp nhân tạo để thay thế sau khi mình cắt bỏ thì có thể coi là bác sĩ bó tay đấy. Và một ví dụ như thế để cho MC có thể thấy được cái sự khác biệt vượt trội khi mà các bác sĩ có cái công cụ đó chính là 3D được hỗ trợ bởi ekip bác sĩ kỹ sư để thiết kế lên những cái mà cấu phần thay thế, đặc biệt ở những khu vực phức tạp như xương chậu, thì các bác sĩ phẫu thuật mới có thể là giải quyết câu chuyện phẫu thuật cho bệnh nhân và giúp không chỉ là điều trị mà giúp mà trả lại bệnh nhân quay trở lại cuộc sống bình thường sau khi điều trị phẫu thuật và các điều trị ung thư khác. Rất là hay, bởi vì là với những cái tiến bộ của y khoa thì chúng ta có thêm được nhiều những cái hướng mới để có thể điều trị. Khi mà tôi làm nghiên cứu về cái đề tài này thì tôi cũng biết là có một cái thực tế đau lòng là gần 90% trường hợp mắc ung thư xương chính là ở các trẻ vị thành niên. Và chính vì lý do này mà sự xuất hiện của công nghệ điều trị và sự áp dụng 3D trong điều trị ung thư xương cũng đã mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho các em, đúng không ạ? Giúp bảo tồn chi và cải thiện chất lượng cuộc sống tốt hơn. Bởi vì giống như là giáo sư vừa chia sẻ đó, người châu Á và cả nhân loại này nói chung, khi mà nói đến cảm giác mình bị đoạn chi là ai cũng thấy giống như là chấm dứt cả thế giới. Khi mà công nghệ 3D nó đã góp phần giúp chúng ta có được nhiều cái cơ hội để bảo tồn chi hơn thì nó là một cái tín hiệu rất vui và rất lạc quan. Là một người làm nghiên cứu, là một người đi theo y đức, tôi rất là tò mò muốn hỏi giáo sư bác sĩ là đâu là cái động lực đã thúc đẩy bác sĩ theo đuổi và hành trình phát triển công nghệ này? Chính câu chuyện, nhắc đến câu chuyện là câu chuyện ung thư xương, đó là cái động lực lớn nhất giúp cho tôi có thể gọi là cùng với các đồng nghiệp dấn thân vào. Bởi vì sao? Bởi vì là trong quá khứ đã từng có những cái trường hợp mà như tôi vừa nói là bế tắc. Bế tắc nghĩa là mình không thể làm tốt hơn cho bệnh nhân, thậm chí bệnh nhân từ chối điều trị khi mà mình bảo cái này phải cắt cụt. Bệnh nhân từ chối điều trị và về ngay, coi như là không nhận thêm bất cứ điều trị gì nữa, bởi vì nó là một cái stress quá lớn đối với chính bệnh nhân và đối với gia đình bệnh nhân. Người ta không thể chấp nhận được cái câu chuyện đó, và đó là cái động lực để khiến tôi dấn thân sâu vào cái này. Và đặc biệt chúng ta biết rằng là câu chuyện ung thư xương thì nó sẽ phát triển mạnh nhất ở cái giai đoạn là xương đang phát triển. Vì vậy nên bệnh nhân ung thư xương thì đa phần là ở cái tuổi đang phát triển, tuổi đang đến trường, cuối cấp 1, cấp 2, có thể đầu cấp 3, tức là những cái tuổi có thể coi đẹp nhất của cái tuổi trưởng thành cả về mặt thể chất cũng như về mặt tâm sinh lý.
Nếu mà bây giờ một cái tổn thương mà nó có thể gây stress, không chỉ là câu chuyện về phát triển thể chất mà chính là câu chuyện stress về cái sự phát triển về mặt tinh thần, là một trong cái làm cho các bác sĩ, không phải riêng tôi mà tất cả bác sĩ và cả ở Vinmec cũng như ngoài Vinmec thì đều hết sức chăn trở. Vậy thì làm sao chúng ta giải quyết câu chuyện đó? Đó chính là câu chuyện là gì? Chúng ta phải có những giải pháp để mà tạo hình lại, bảo tồn được chi, giải quyết được ung thư, nhưng phải phục hồi được cái chi thể về mặt hình dạng, về mặt chức năng, mà chữa bệnh là để cho gì, có thể là hòa nhập với cuộc sống. Các em phải quay trở lại trường học để tiếp tục phát triển, thì đó mới là cái gọi là đạt được cái kết quả cao nhất. Người bác sĩ không phải chỉ nghĩ đến câu chuyện chữa cho bệnh nhân khỏi bệnh, mà người bác sĩ phải nghĩ đến câu chuyện là chữa để làm sao bệnh nhân có thể quay trở lại hòa nhập với cuộc sống một cách bình thường. Đó mới là cái điểm gọi là cao nhất của cái việc chữa bệnh. Và cái đó làm thôi thúc tôi cùng các đồng nghiệp tìm kiếm các giải pháp công nghệ. Và trong đó cũng phải nói thật luôn là cũng rất may mắn là Việt Nam trong những năm gần đây thì chúng ta là cái sự phát triển về mặt kinh tế. Thứ hai là cái nâng cao về cái ý thức, nhận thức về cái việc khám chữa bệnh, sức khỏe nó tăng lên, là cái cơ hội để có thể là mình đưa được những cái công nghệ gọi là đỉnh cao của thế giới, nhưng về để phục vụ trực tiếp cho bà con, cho bệnh nhân, để có thể là đem lại những cái kết quả về mặt là khoa học, về mặt kỹ thuật thì trông rất là hoành tráng, nhưng thực ra thì cái nó còn hoành tráng hơn cả về mặt kỹ thuật, đó chính là gì, trả lại cho cuộc sống những em bé tiếp tục đến trường học tập phát triển, và thậm chí là gì, có những em đã quay trở lại đóng góp cho xã hội. Và ngay tại trung tâm tôi có những em đã quay trở lại đóng góp cho chính các bệnh nhân mắc cái hoàn cảnh tương tự như mình đã từng trải qua. Như vậy là vừa rồi cùng với những trải lòng của bác sĩ thì tôi cũng đã vừa được có cơ hội với quý vị khán giả đọc qua từng trang nhật ký trong hành trình y nghiệp của bác sĩ. Và trong những trang nhật ký đó có rất là nhiều những trăn trở, không chỉ là làm sao để chữa bệnh cho bệnh nhân mà còn mang cho họ nhiều nhất những cái cơ hội để có thể quay trở lại cùng với cuộc sống sau cái quá trình điều trị đó. Và tôi thấy nó cũng rất là đáng nhớ. Và khi mà nhìn về cái biên niên sử của cuộc đời thì rõ ràng là chúng ta đã làm rất là nhiều thứ để có thể đạt được mục tiêu như vậy. Và mỗi bác sĩ đều đến với cái nghề này cùng với một trái tim nhân hậu và mong muốn đem đến những điều tốt nhất cho bệnh nhân của mình. Và khi mà nhìn lại cái biên niên sử cuộc đời đó ở giai đoạn hiện tại thì không biết là giáo sư có hài lòng về những cái thành tựu mà công nghệ 3D nó đã mang lại cho y học tính ở thời điểm hiện tại hay không? Tính như hiện tại thì đúng là có những điểm hài lòng, nhưng có những điểm là chưa thật hài lòng. Hài lòng thì dễ hình dung là chúng ta đã có những cái giải pháp công nghệ để giúp cho mà giải quyết những cái bài toán vô cùng khó khăn mà trong quá khứ có thể coi là bế tắc. Tuy nhiên thực tế thì sẽ có những điểm mà mình cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Đó là gì? Là khi mình đã có giải pháp nhưng có những trường hợp là gì? Bệnh nhân đến mình cũng không thể làm được. Bởi vì sao? Bởi vì đã quá muộn rồi. Nghĩa là mình cảm giác là trong tay mình có vũ khí mà mình không thể chiến đấu được. Đấy là những cái mà cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Và chính vì vậy là chúng tôi đang cố gắng tạo ra cái mạng lưới giữa các bệnh nhân đã từng được chữa trị, tạo thành một cộng đồng. Và thứ hai là kết nối y giới để làm sao mình với cái năng lực, cái khả năng mà giải quyết về mặt công nghệ, tức là vũ khí mình có thể phối hợp cùng với anh em để chiến đấu chống lại bệnh tật ở những giai đoạn sớm hơn, những giai đoạn mà có ý nghĩa hơn. Công nghệ nó là một vũ khí mới của cả một người thầy thuốc, của cả một ngành y tế. Và chúng ta cũng có thể thấy là làm sao để ứng dụng công nghệ một cách hiệu quả nhất, thì đó là những thứ mà những người đang làm nghiên cứu, làm công tác về điều trị đều trăn trở. Nhưng mà hãy cùng nhìn vào cái dòng thời gian đó. Đang ở hiện tại thì là một người làm nghiên cứu về lĩnh vực này cũng như là ứng dụng công nghệ 3D ở trong y khoa, thì giáo sư, tiến sĩ có thể chia sẻ một chút về những cái dự cảm, những dự báo cho tương lai của việc ứng dụng này ở trong ngành y học không ạ? Cái sự phát triển của khoa học công nghệ và ứng dụng công nghệ trong y học không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới, đó là một xu thế tất yếu, không thể cưỡng lại được. Và nó càng ngày nó càng đem lại những giá trị, và những cái giá trị đó càng ngày càng được chứng minh cái tính hiệu quả trong cái vấn đề là điều trị, và cũng như trong vấn đề phục hồi, giải quyết những cái câu chuyện, những cái thách thức mà đã từng là không thể vượt qua được. Nhưng với khoa học công nghệ càng ngày chúng ta càng có thể là giải quyết được những bài toán đó, có thể ở mức độ cao nhất. Lấy ví dụ như ung thư, là cũng có thể đã đến lúc là chúng ta nghĩ đến câu chuyện là việc phát hiện sớm, điều trị sớm và chuẩn mực là có thể coi như là chữa khỏi ung thư. Chúng ta có thể thấy là nếu như mà ví mỗi một cuộc đời là những trang nhật ký ấy,
Thì từ lúc mà khi mà bác sĩ bước vào hành trình của mình thì là cái trang đó nó cũng chưa nhiều, nhưng bây giờ có thêm những cái trang mới với những cái sự tiến bộ của công nghệ, và hy vọng rằng những cái sự tiến bộ đó sẽ đẩy cái sự tò mò khám phá về thế giới lên một cái tầm cao mới, cũng như là một bác sĩ thì luôn có một cái trái tim thổn thức với cuộc sống này á. Mong rằng là những cái câu chuyện được bác sĩ đã chia sẻ trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ thêm tin vào những giá trị của công nghệ cũng như là giá trị của y đức trong việc chúng ta tìm ra những cách chữa trị đối với những bài toán y học đã từng là nan giải, thì bây giờ cùng với công nghệ sẽ chắc chắn sẽ có cái hướng giải quyết. Cảm ơn giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Trung Dũng đã đến cùng với Nhật ký bác sĩ ngày hôm nay, cùng với những chia sẻ về hành trình của mình cũng như là sự ứng dụng công nghệ 3D vào trong lĩnh vực y học. Quý vị và các bạn đang theo dõi podcast này, nếu mà có những câu hỏi thắc mắc mà cần chúng tôi giải đáp thì đừng quên bỏ lại những cái câu hỏi của mình ở phần comment của video này, và hãy nhớ subscribe kênh YouTube của chúng tôi là Vinmec Healthcare System để tiếp tục lắng nghe những câu chuyện ý nghĩa của các bác sĩ, những vấn đề y học, những vấn đề về sức khỏe cộng đồng mà chúng ta đều quan tâm. Và đến đây thì Nhật ký bác sĩ kỳ này cũng xin nói lời chào tạm biệt đến các bạn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những tập sau của podcast này các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.